Tiếp tục qua việc anh chị ạ. Đây là mẫu nhà 2 mặt tiền, thiết kế hiện đại. Căn này là 78 mét vuông thổ cư hết, nhà ngang 5 mét quý anh chị nha. Căn này 4 tỷ 7 thôi, thương lượng chính chủ. Đó. Cho đây là thành phố Thuận An thưa quý anh chị, nằm trong khu dân cư rất là đẹp. Căn này ngang 5 và dài 17 mét 2 quý anh chị nha. Tổng là 78 mét vuông và thổ cư 100%. Ở đây thì gia chủ thiết kế 2 tầng lầu, 1 tầng trệt. Căn này 2 mặt tiền, lợi thế là vỉa hè. Quý anh chị thấy không? Đây. Trải dài xuống hẳn như thế này. Đó quý anh chị thấy không? Ở đây là bên hông, đây là mặt bên của căn nhà này quý anh chị. Đường trước nhà 12 mét tổng, tính cả vỉa hè cây xanh quý anh chị nha. Đây khu dân cư này quý anh chị. Đó, đường xá hạ tầng này, rất là đẹp luôn. Vị trí quý anh chị ơi, ngay ủy ban phường Bình Chuẩn, ngay ngã tư Bình Chuẩn, trước đây là thành phố Thuận An, khu vực trung tâm. Có gara ô tô ở phía sau đó quý anh chị thấy không? Đó. 2 tầng lầu. Đây mặt bên của nhà mình này. Thiết kế hiện đại quý anh chị nha. Gara ô tô 4 chỗ thôi, để xe máy thoải mái. Vỉa hè 3 mét. Đó. Ô tô mình sẽ đi ra hướng này, cửa phụ bên này. Rất là ok quý anh chị nha. Thì những căn nhà 2 mặt tiền như thế này thì người ta sẽ tận dụng hết quý anh chị nha, các cái không gian nha, ở phía trên đó rất là rộng rãi, cửa sổ, cửa rất là thoáng, có ban công. Đây là một trong những căn nhà giá hiện tại bây giờ cũng rất là rẻ, chỉ có 4 tỷ 7 nhưng mà vẫn còn thương lượng chính chủ, thương lượng mạnh luôn quý anh chị ạ, chủ cần bán gấp mà. Anh chị nào mà xem căn nhà này xong mà thấy thích, muốn gặp trực tiếp chủ cứ alo ngay cho em Hải nha. Số điện thoại góc trái màn hình kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Đó. Em sẽ hỗ trợ anh chị mình gặp trực tiếp chủ nhà để đàm phán, hoặc không thì mình có thể đàm phán qua em Hải. Cửa chính nhà mình đây quý anh chị, ngang 5, nhà ngang 5 mét, cửa chính là cửa nhôm kính sinh pha, kính cường lực và một lớp cửa cuốn ở phía trên. Tất cả đều có 2 lớp cửa. Khu vực phòng khách nào quý anh chị? Phòng khách ở trên là trần đóng thạch cao và được dát vàng quý anh chị thấy không? Đó, có một cái đèn chùm nữa, rất là đẹp quý anh chị ha. Đó, dát vàng xung quanh này. Đó. Sơn nhú vàng quý anh chị ơi. Phòng khách sẽ tặng cho mình một bộ bàn ghế sofa, khu vực tủ kệ tivi. Căn này có nội thất cơ bản anh chị nha. Ở trên phòng ngủ có nội thất luôn. Ở phòng khách này, ở đây gia chủ sử dụng một cái tấm PVC vân đá này quý anh chị, và các cái lam sóng xung quanh ha, rất là đẹp quý anh chị nha. Cái tấm này rất là sáng, làm như nhà mình sáng hơn. Đó, rất là đẹp, bây giờ người ta thiết kế như vậy. Ở đây thì có một cái tủ âm tường để mình để các cái vật dụng lên đây quý anh chị. Đó. Khu vực phòng khách quý anh chị nha. Tầng trệt nhà mình thì công năng sẽ có phòng khách. Phòng khách em đang ghi hình cho anh chị mình đây. Và có một gara ở cuối. Gara ô tô là ở phía cuối nhà. Và có nhà ăn. Đó, cửa thì thông thoáng. Đây quý anh chị ha. Nhà 2 mặt tiền được cái là thoáng, thoải mái, rộng rãi. Căn này 7-8 mét vuông và thổ cư full, thổ cư hết. Trước đây cầu thang của nhà mình quý anh chị. Tay vịn cầu thang và trụ cầu thang này làm bằng gỗ gó đỏ quý anh chị nha. Gỗ gó đỏ nha. Đó, rất là ok nha. Còn cái chỗ kiếng này là kiếng cường lực nè quý anh chị, rất là đẹp. Mặt đá của mình nè, đây chỗ cầu thang là mặt đá quý anh chị. Rồi nhà ăn, nhà bếp bên trong đây. Một bộ bàn ăn 6 ghế này, tặng kèm luôn anh chị mình nha, tặng kèm cho anh chị mình luôn nha. Anh chị mua nhà này là có nội thất cơ bản quý anh chị ơi. Phòng khách thì có một bộ bàn ghế sofa, còn khu vực bếp thì có tủ trên, tủ dưới, có bộ bàn ăn 6 ghế. Ở cuối kia là gara ô tô quý anh chị nha. Đó, chỗ này nè. Cái này để ô tô 4 chỗ thôi anh chị, còn không thì mình để xe máy thì thoải mái. Ngoài ra mình có thể để các cái vật dụng không cần thiết cho gia đình nhà mình ở đây. Đó, cửa mình sẽ ra hướng này. Vỉa hè 3 mét không anh chị, rộng không? Đó, 2 mặt tiền nó vậy ha. Anh chị mình mua nhà, mua những căn 2 mặt tiền này ở cho nó sướng quý anh chị, thông thoáng. Nhà vệ sinh mình quý anh chị, ở đây là nhà vệ sinh tầng trệt của mình. Labo bồn cầu gương soi đầy đủ anh chị, có một cây sen thuyền để mình tắm nhá. Đó. Rồi bây giờ để em sẽ di chuyển khu vực tầng lầu để cho toàn thể quý anh chị mình xem nha. Nhà này được cái là tất cả các cái phòng ngủ đều có nhà vệ sinh ở bên trong quý anh chị. Nhà vệ sinh khép kín nè. Thì bây giờ em sẽ lên khu vực tầng lầu để review cho anh chị mình xem. Ở trên khu vực lầu 1 quý anh chị. Lầu 1 thì sẽ có 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh khép kín ở bên trong. Và có một cái sân sau. Quay chi tiết anh chị mình xem nha. Đây, phòng ngủ số 1 này, phòng ngủ này ở phía sau của căn nhà này, đấy nhá. Còn sân sau là ở phía sau đó quý anh chị nha. Đó. Bên đây thì có hành lang bên. Đây, phòng ngủ đây. Phòng ngủ số 1. Ở đây thì có giường quý anh chị ơi, có tủ đồ áo nha, có máy lạnh nha. Đó. Thì một cái phòng ngủ nhà mình sẽ như thế này này, thì mình sẽ có 3 cái phòng ngủ như này luôn quý anh chị. Sẽ có 3 cái phòng ngủ như thế này. Về mình sắm thêm chăn ga gối nệm quý anh chị nha. Sắm thêm chăn ga gối nệm, nói chung căn này là có nội thất cơ bản. Ở trong đây là khu vực nhà vệ sinh của mình nè quý anh chị. Những cái phòng ngủ mà có nhà vệ sinh bên trong như thế này thì rất là thuận tiện quý anh chị ha. Đó.
rất là thuận tiện. Bây giờ nhà vệ sinh người ta thiết kế đều khép kín ở bên trong phòng ngủ luôn. Đó, thì mình sẽ có ba cái phòng ngủ như vậy đâu quý chị, ba phòng ngủ với ba nhà vệ sinh bên trong, còn tổng là nhà mình sẽ có bốn cái nhà vệ sinh quý chị nha. Căn này có phòng thờ và có ban công đầy đủ quý chị nha. Công năng sử dụng là khá là ok đấy. Ở cuối đây sẽ là một cái sân sau, mình có thể giặt phơi đồ ở đây. Ở nhà mình có hai khu vực để mình giặt đồ quý anh chị nha. Ở lầu 1 cũng có và lầu 2 cũng có luôn. Đây lầu 1 thì mình nếu cần thiết thì mình có thể giặt phơi đồ ở chỗ này. Đó, hàng xóm xung quanh quý anh chị. Đó, toàn nhà lầu quý anh chị nha. Đó, toàn nhà hai lầu không? Đẹp, bao đẹp luôn. Rồi bây giờ mình xem cái phòng ngủ ở phía trước kia. Đó, phòng ngủ ở phía trước của căn nhà là ở phía trước đó. Còn đây bên đây là hành lang cửa bên này quý anh chị, hai mặt tiền mà nó rộng rãi lắm. Quá trời luôn. Không gian rất là rộng rãi và thoải mái quý anh chị ạ. Rồi phòng ngủ số 2. Phòng ngủ này cũng có nội thất cơ bản quý anh chị nha, có giường và có tủ giường nha, tủ đồ áo, quên tủ đồ áo quý anh chị nha. Mình sắm thêm chăn ga gối nệm quý anh chị ơi. Ở đây thì chỉ mới có một cái nệm thôi, sắm thêm những cái vật dụng cần thiết cho gia đình. Nội thất cơ bản. Khu vực nhà vệ sinh ở bên trong. Nhà vệ sinh này thì cũng là bồ bồn cầu gương soi cũng đầy đủ quý anh chị, có cái cửa sổ nha, rất là thoáng nha. Đấy. Vị trí nhà em xin được nhắc lại để toàn thể quý anh chị hình dung cho vị trí căn nhà này. Ngay ngã tư Bình Chuẩn, ngay ủy ban phường Bình Chuẩn. Chỗ đây là phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An. Chỗ đây tiện ích xung quanh đầy đủ anh chị nha. Chỗ này cũng gần với giáo xứ Bà Trà quý anh chị nha. Chỗ đây ra giáo xứ cũng chỉ tầm đâu đó khoảng 700-800 mét thì thôi. Hành lang bên này quý anh chị. Đó, rộng rãi thoải mái quý anh chị ha. Ở trên lầu cũng vậy nha. Đây chỗ này đang lầu 1 quý anh chị nha. Rất là rộng rãi và thoải mái luôn quý anh chị ơi. Rồi để bây giờ em sẽ di chuyển khu vực lầu 2 cho toàn thể quý anh chị mình cùng tham quan luôn để anh chị mình có một cái nhìn tổng quát về căn nhà này. Bây giờ em sẽ di chuyển khu vực lầu 2 để toàn thể quý anh chị mình xem hết luôn nha. Căn này thì một trệt hai tầng lầu và đúc ba tấm. Ở trên lầu 2 nhà mình thì sẽ có phòng thờ quý anh chị ơi, và thêm cho mình một cái phòng ngủ và có một cái sân ở phía trước. Đó. Thì về cơ bản tổng quát căn này là sẽ có 3 phòng ngủ khép kín, có 3 nhà vệ sinh bên trong, còn tổng nhà vệ sinh là 4 cái quý anh chị, có phòng thờ, có gara ô tô và có phòng khách quý anh chị nha. Có nhà ăn đầy đủ nha, nhà hai mặt tiền rất là thoáng. Ở bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi nhà đất, anh chị có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em nha. Rồi lầu 2 nè quý anh chị. Lầu 2 chỗ đây là sân giếng trời dưới cầu thang của lầu 2 nhà mình đây. Còn bên đây thì có cửa sổ nè quý anh chị, cửa ra hành lang ở bên hai bên này. Đó, rất là thoáng nha, mở cửa ra mát lắm quý anh chị. Phòng ngủ số 3 đây này. Đó, vậy là tổng nhà mình sẽ có ba cái phòng ngủ như thế này quý anh chị nha, ba phòng ngủ như thế này, nội thất cơ bản đó. Cái này cũng có nhà vệ sinh bên trong. Nhà vệ sinh này thì cũng giống như nhà vệ sinh phía dưới quý anh chị ha, em quay sơ thôi quý anh chị ha, thiết kế giống nhau cả mà. Đấy. Còn ở phía sau này này, chỗ này mình có thể để mặt máy giặt đồ đây được quý anh chị này, đó có đi ống nước sẵn đâu quý anh chị ha. Vậy là có hai khu vực giặt đồ nha. Ở phía dưới lầu 1 là có cái sân ở phía dưới này để giặt đồ cũng được quý anh chị này. Đó, còn không thì mình có thể để máy giặt ở trên đây. Đó, vậy là có hai khu vực để mình để máy giặt. Rồi quay ra phía trước này. Ở trước đây quý anh chị ơi, phòng thờ đây này. Nhà mình sẽ là phòng thờ đây. Đó, phòng thờ nhà mình đây quý anh chị nha, khá là rộng. Căn này 4 tỷ 7 mà thương lượng thêm quý anh chị ạ, thương lượng mạnh luôn. Anh chủ này cũng đang cần bán gấp á. Nên là anh chị nào mà thấy căn nhà này, xem video này mà thấy hài lòng, thấy hợp lý, thấy phù hợp với mình á thì mình có thể liên hệ ngay em Hải nhá, gặp trực tiếp chủ nếu anh chị mình muốn. Còn giá cả là đàm phán thoải mái quý anh chị. 4 tỷ 7 thương lượng, 78 mét vuông thổ cư hết, nhà một trệt hai tầng lầu xây mới. Căn này là trong khu dân cư ngay ngã tư Bình Chuẩn, phường Bình Chuẩn. Rồi anh chị yêu thích thì vào việc luôn. Em Hải xin cảm ơn anh chị. Hẹn gặp anh chị trong các video mới, những video tiếp theo của em Hải trên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản. Anh chị hãy đăng ký kênh để xem những video đầu tiên quý anh chị nha. Em sẽ anh chị nào mà đăng ký là em quay video lên là anh chị sẽ được xem đầu tiên đó quý anh chị. Rồi em xin chào anh chị ạ.